Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 8 tháng Giêng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Iran. Trong lúc chúng ta tiếp tục đánh giá các kế hoạch để đáp trả chuyện Iran gây hấn, thì Hoa Kỳ sẽ lập tức áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế lên chính quyền Iran. Những lệnh trừng phạt mạnh mẽ này sẽ giữ nguyên đến khi nào Iran thay đổi hành vi. Về vấn đề hạt nhân Iran, ông Trump kêu gọi các cường quốc bỏ thỏa thuận năm 2015 với Iran để làm thỏa thuận mới. Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ khủng bố. Đã đến lúc Anh Quốc, Đức, Pháp, Nga và Trung Quốc phải nhìn nhận thực tế này. Đây là lúc họ phải rút khỏi phần còn lại của thỏa thuận Iran, tức JCPOA. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để làm sao đạt được một thỏa thuận với Iran mà giúp thế giới an toàn hơn và hòa bình hơn. Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ nay đã tự lập về năng lượng nên không cần dầu mỏ từ Trung Đông. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Hôm nay tôi sẽ yêu cầu NATO phải tham gia nhiều hơn nữa vào tiến trình Trung Đông. Ba năm qua, dưới quyền lãnh đạo của tôi, kinh tế của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết, và Hoa Kỳ đã không còn lệ thuộc về năng lượng. Những thành tựu mang tính lịch sử này làm rõ những ưu tiên chiến lược của chúng ta. Đây là những thành tựu mà không ai nghĩ là đạt được, mà nhờ đó chúng ta có nhiều lựa chọn hơn ở Trung Đông. Giờ đây, chúng ta là nước sản xuất dầu mỏ và khí thiên nhiên hàng đầu thế giới. Chúng ta tự lập. Chúng ta không cần dầu mỏ từ Trung Đông. Ông Trump nói Hoa Kỳ không nhất thiết phải dùng sức mạnh quân sự với Iran. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Hỏa tiễn của chúng ta lớn, mạnh, chính xác, nguy hiểm và nhanh. Hiện có nhiều hỏa tiễn siêu thanh đang được chế tạo. Tuy nhiên, việc chúng ta có quân đội và thiết bị tuyệt vời này không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng. Chúng ta không muốn sử dụng. Sức mạnh của Hoa Kỳ, cả quân sự lẫn kinh tế, là cách răn đe tốt nhất. Bài phát biểu của ông Trump cho thấy Mỹ đang muốn xoa dịu tình hình căng thẳng sau vụ không kích sát hại tướng Qasem Soleimani của Iran tuần trước. God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you.